Cây. Bạn dùng tay cứ đi được cái gì? Ừ. Bạn
Hay nhỉ, quá hay, rất đúng lúc luôn. Chị ơi, cho hỏi có phải đường này đi Hà Giang không ạ? Hà Giang, đúng rồi, quay ngược lên. Đi thẳng đây rồi ạ? Đi ngược lên rồi. Lên đâu thì ngược ạ? Ra ngã ba cái xong ngược lên. Vâng.